Xin chào tất cả các bạn, trở lại trong loạt bài hướng dẫn ứng dụng Android trong tính toán kết cấu xây dựng. Thì sau đây, Việt xin giới thiệu với các bạn một cái vấn đề cũng rất hay gặp trong cái việc chúng ta tính toán kết cấu bê tông cốt thép, đó là việc chọn sơ bộ tiết diện cho có cấu kiện. Thì như bạn thấy trên màn hình, thì video thì mình đã có một ứng dụng tên là Young Section. Thì cái ứng dụng này sẽ giúp chúng ta tính sơ bộ kích thước của các tiết diện cột dầm sàn để phục vụ cho việc mà chúng ta sẽ tính toán kết cấu sau này. Thì chúng ta click vào Young Section. Young Section. Và màn hình làm việc sẽ hiện lên, gồm có 3 tab cơ bản: sàn, dầm và cột. Rồi thì ở đây ứng dụng này có cả quảng cáo các bạn. Quảng cáo. Ở đây các bạn cũng cảm phiền là chúng ta sẽ có quảng cáo trong cái ứng dụng này. Nhưng mà không sao, ứng dụng là đơn giản và quảng cáo này chỉ một tí thôi, cho nên cũng không vấn đề gì các bạn ha. Ở đây mình sẽ tính sơ bộ tiết diện sàn. Thì như các bạn thấy trên màn hình sơ đồ sàn thì các bạn thấy rồi, kích thước là 1 là 2, ở đây cạnh ngắn là 1. Rồi giờ mình sẽ chọn sơ bộ, ví dụ như cạnh ngắn là cái ô sàn nhà phố chẳng hạn. Rồi kích thước cạnh ngắn khoảng cỡ là 5m, 4m, 1,5 đi, trong khi đó cạnh dài là 5m. Rồi tính thì cái này chúng ta làm cỡ sàn 10 là đủ, nó tính được cỡ sàn 10. Thì tất nhiên là cái này nó chỉ là con số mà chúng ta tham khảo thôi. Tiếp tục qua tới tab dầm. Tab dầm thì chúng ta cũng chọn sơ bộ tiết diện dầm. Ở đây chúng ta cần nhập các thông số về chiều dài của dầm thì và thông số về dầm chính, dầm phụ và dầm liên tục. Thì đây mình sẽ nhắc lại là đối với lại dầm chính thì công thức sơ bộ là 1/8/12L, dầm phụ thì khoảng cỡ là 1/12/20, còn lại dầm liên tục thì có thể từ 1/8 đến 1/15. Như vậy chúng ta nhập các thông số vào và sau đó chúng ta chỉ cần bấm nút tính một cái là hắn sẽ cho khoảng của chúng ta chọn là ví dụ như với nhịp 6m mà tính theo dầm chính thì dao động từ cỡ 50 cho đến 75. Rồi với nhịp mà nhịp cỡ đối với dầm mà dầm phù thì cỡ là 30 đến 50, còn đối với lại là dầm liên tục thì các bạn thấy từ 40 cho đến 75. Đó đó chính là cái con số chúng ta tham khảo. Tất nhiên đây chỉ là con số tham khảo thôi, chúng ta có thể điều chỉnh lại trong lúc tính toán ra hàm lượng thép hợp lý cũng như độ độ biến dạng của cấu kiện. Tiếp theo là tab cột. Tab cột thì sẽ giúp các bạn xác định sơ bộ các cái tiết diện cột ở các vị trí khác nhau. Thì trên màn hình các bạn trên màn hình thì mình có đưa cho các bạn các cái thông số về các vị trí cột. Ví dụ như là hình thứ nhất, trong đó có 4 hình nha, thế là 4 hình thì nó có thể hiện cho cái vị trí ở các cột khác nhau. Và mình sẽ có, bởi vì cái hệ số này, các vị trí cột khác nhau sẽ liên quan tới cái hệ số xét ảnh hưởng của vị trí của cột. Thì ví dụ như một cái cột thì chúng ta sẽ xác định được cái chu vi, hay nó khác là cái diện tích xung quanh cái cột đó, thông qua thông số là L1, L2, A1, A2. Thì ví dụ như cái cột, mình lấy cái hình đại diện là hình số 1 đi. Thì ví dụ như diện tích xung quanh cột đó là 3m4, L2 là 3m2, cái tiếp theo là 4m1, và cái A2 là liền kề là 3m7. Tải trọng trung bình quy trung bình trên một tầng nhà là khoảng cỡ 1,1 tấn trên mét vuông. Hệ số K đây mình có ghi là cột giữa thì lấy khoảng cỡ 1,1, cột biên 1,3, cột phía nam là cột góc. Số tầng nhà là 3 tầng chẳng hạn, vân vân. Rồi chúng ta sẽ chọn bê tông loại gì, bác bao nhiêu thì nó sẽ tính ra được cái diện tích của cái tiết diện. Và ở đây sơ bộ là chọn, nó sẽ chọn các bạn, nếu chúng ta chọn B là 20 thì nó sẽ chọn cho chúng ta được là, bây giờ mình thay đổi là 30 đi, 25 sẽ như thế, cộng 25 ta tính thì nó sẽ bộ cái kích thước 25 x 16. Như vậy chúng ta có thể chọn cộng 25 x 20 hoặc là 20 x 25, tùy hình thức của cái cột ta tính. Đó, nó sẽ tính cho các bạn được rồi cả 20 x 25. Rồi ví dụ như đó là cột giữa. Còn cột biên thì cái hệ số K này thay đổi lại là 1,3. Dẫu thế để bấm nút tính. Rồi thì diện tích cột đó phải dùng là 20-30 mới đủ. Bây giờ nó tăng lên 20 x 25 rồi.
Thì đó là cái việc mà chúng ta sẽ sử dụng để xác định sơ bộ kích thước tiết diện của cấu kiện cột dầm sàn trong kết cấu bê tông cốt thép. Chúc các bạn thành công và hy vọng là những ứng dụng nhỏ này sẽ giúp ích cho các bạn rất tốt trong công việc chuyên môn của mình. Một lần nữa xin chân thành các bạn đã cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian để xem video. Chúc các bạn thành công. Xin chào, hẹn gặp lại.